chào quý vị, xin chào tất cả các anh em. Rất vui khi hôm nay tôi lại có mặt ở đây để đồng hành cùng quý vị, đồng hành cùng anh em. Và cái nội dung chính của video ngày hôm nay là tôi sẽ tiếp tục cái video phần 2 là cái video các lệnh căn bản của Boardrow phần 3. Đó, thì quý vị muốn xem và hiểu được cái video này thì quý vị phải xem cái video tạo Boardrow phần 1 cũng như là các lệnh căn bản của Boardrow phần 2. Chứ không, nếu quý vị xem cái video này có thể là quý vị không hiểu. Đó. Thì cái này, tất cả cái video nó liên quan đến Telegram ở đây. Tôi để riêng trong cái phần danh sách phát là thủ thuật Telegram. Đó. Thì cái nội dung chính của video ngày hôm nay nó có hai phần. Đó là cái phần 1 là cái bộ lọc. Và phần thứ hai là kích hoạt danh sách đen. Ok, thì bây giờ tôi sẽ vào cái Telegram. Thì quý vị phải có cái group rồi. Và quý vị add cái Boardrow vào group rồi set chị Boardrow làm admin. Ok chưa? Đó, ví dụ tôi thêm Boardrow vào rồi đây này. Ok. Rồi set Boardrow làm admin. Admin. Đó, đây. Tôi đã set Boardrow làm admin. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ cái bộ lọc này hay còn gọi là filter. Đây, thì row có thể tự động trả lời một số từ nhất định trong cuộc trò chuyện nhóm của bạn. Tính năng này có thể cực kỳ hữu ích và có nhiều trường hợp mà bạn có thể thấy mình muốn thiết lập tính năng này. Có lẽ bạn muốn làm cho cuộc trò chuyện của mình sinh động hơn một chút và chỉ cần row trả lời một số từ nhất định, hoặc có thể người dùng của bạn tiếp tục hỏi một hoặc hai câu nào đó mà bạn cảm thấy mệt mỏi khi trả lời. Row có thể sẽ trả lời những điều này thay cho bạn. Ok chưa? Thì bây giờ thêm bộ lọc vào này. Tùy thuộc vào những gì bạn làm, bạn có thể yêu cầu row trả lời bất kỳ tin nhắn có sử dụng một từ nhất định, hoặc bạn có thể yêu cầu cô ấy trả lời các tin nhắn có chứa một cụm từ cụ thể. Ok, bây giờ thêm bộ lọc một từ. Việc thêm bộ lọc một từ vào row yêu cầu phải có 3 thứ. Lệnh bộ lọc, từ bạn muốn row trả lời và chính câu trả lời. Bạn có thể thêm bộ lọc bằng cách sử dụng lệnh dưới đây. Ok chưa? Đây. Quý vị có thể sử dụng cái lệnh này. Thì quý vị vào lấy cái ID từ group của quý vị và connect với lại cái chị Boardrow. Ok chưa? Đây, ví dụ tôi sẽ lấy cái ID. Và tôi sẽ connect. Enter này. Đó, chọn vào admin common. Ok. Rồi, đã connect. Thì bây giờ quý vị thêm cái bộ lọc.
Giả sử bạn muốn râu trả lời bất kỳ ai sử dụng từ lớp trong tin nhắn, và bạn muốn cô ấy trả lời bằng một tin nhắn có nội dung là I love you. Để thực hiện điều này, bạn sẽ sử dụng lệnh filter lớp I love you. Ok chưa? Đó. Thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh này. Khi quý vị để ý này, gạch sược này, filter này, cách ra này, lớp. Đó, về chưa? Đây. Đây này. Bất kỳ ai sử dụng cái từ lớp, đó, thì bot râu sẽ trả lời cái tin nhắn của người đó bằng cái từ I love you. Ok chưa? Đó, thì quý vị làm y như này. Hoặc quý vị cũng có thể thay bằng cái từ nào mà quý vị muốn thay đổi, muốn sửa. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo là cái phần thêm bộ lọc nhiều từ. Nhưng nếu bạn muốn râu trả lời một cụm từ cụ thể, chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách thay thế một từ đơn lẻ bằng cụm từ và thêm dấu ngoặc kép xung quanh nó. Bạn có thể sử dụng cái lệnh này. Đây. Filter. Đây. Rồi, tiếp này. Ví dụ này. Hãy làm một ví dụ khác để minh họa điều này. Vì vậy, trong trường hợp này, mỗi khi người dùng nói cái từ I love you và quý vị muốn râu trả lời bằng câu là I love you too. Ok chưa? Để làm điều này, quý vị hãy dùng cái lệnh filter I love you trong ngoặc, còn I love you too ở bên ngoài. Đó, ok chưa? Đó, thì quý vị sẽ sử dụng cái câu lệnh này. Khi người dùng nói một cái câu là I love you, thì chị bot râu sẽ trả lời một cái câu khác là I love you too. Và quý vị có thể thay đổi cái nội dung I love you too theo cái ý nội dung câu của quý vị muốn đặt. Đó. Rồi, bây giờ là cái phần xóa bộ lọc. Để xóa bộ lọc thì quý vị sử dụng cái câu này. Stop work hoặc stop play. Đó, quý vị có thể sử dụng một trong hai cái từ này. Ok, quý vị có thể, quý vị không nhớ thì quý vị có thể ghi lại, lấy giấy bút và ghi lại cùng từng từ một. Đó. Rồi, con gái. Phần thứ ba trong cái phần này là liệt kê các bộ lọc. Liệt kê các bộ lọc, quý vị chỉ việc dùng cái từ gạch sược filter. Đó. Thì nó sẽ ra. Ok chưa? Filter. Đó. Rồi, bây giờ là đến cái phần thứ hai là phần kích hoạt danh sách đen. Danh sách đen hay còn gọi là những từ mà quý vị muốn cấm, không muốn cho thành viên họ nói những cái từ văng tục trong cái group của quý vị. Đó. Thì đây, ví dụ này. Nếu bạn muốn đưa từ sách vào trong danh sách đen không được sử dụng trong cuộc trò chuyện của mình, và bạn muốn râu trả lời bằng một thông báo xin hãy lịch sự, bạn sẽ ra lệnh như cái câu này. Đó. Đây, tôi sẽ copy cái này. Quý vị có thể sao chép hoặc viết ra giấy
tôi sẽ sử dụng ở đây. Gạch sược này, add black need cách ra, xin hãy lịch sự. Đó. Khi bạn làm điều này, bất cứ khi nào người dùng gửi tin nhắn có chứa từ sách ở bất kỳ đâu trong tin nhắn, Row sẽ xóa tin nhắn của họ và tùy thuộc vào chế độ danh sách đen bạn đã đặt, cô ấy sẽ trả lời tin nhắn bằng từ xin hãy lịch sự. Rồi quý vị để ý đến cái danh sách ở trên này này. Đó, vừa đấy tôi chưa nhắc đến cái câu này. Đầu tiên là gạch sược này, app blacklist work. Đó, thì work ở đây là cái từ sách đó chẳng hạn, ví dụ, ok chưa, là cái từ cấm. Quý vị muốn cấm cái từ sách này trong group thì quý vị thay cái từ sách này bằng vào cái từ work này và nó trong ngoặc nha. Và cái từ reply là cái từ mà Row muốn trả lời, thì ở đây tôi sẽ thay bằng từ xin hãy lịch sự. Ok chưa, quý vị hãy viết cái từ này ra. Đó. Đây, ví dụ tôi sẽ thay bằng xx chẳng hạn. Đó. Lịch sự. Ok chưa? Rồi. Về cái phần kích hoạt danh sách đen nhiều từ cụm từ. Trong trường hợp này, tôi muốn đưa vào danh sách đen cụm từ đồ má nhà mày và yêu cầu Row trả lời bằng một thông báo hãy thể hiện sự tôn trọng. Thì quý vị hãy dùng cái lệnh sau. Đây, gạch sược này, add blacklist cái câu đồ má nhà mày trong ngoặc kép. Đó. Còn cái câu hãy thể hiện sự tôn trọng, đây là cái câu mà Row sẽ trả lời. Đó. Thì điều này sẽ khiến Row xóa bất kỳ tin nhắn nào có cụm từ là đồ má nhà mày. Và tùy thuộc vào chế độ danh sách đen mà bạn đã đặt, cô ấy sẽ trả lời nhắn với nội dung hãy thể hiện sự tôn trọng. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo là phần xóa trình kích hoạt danh sách đen. Để loại bỏ trình kích hoạt danh sách đen, chỉ cần đưa ra các lệnh sau. Gạch sược này, un blacklist, hoặc gạch sược un blacklist, pray trong ngoặc kép. Pray là cái từ mà quý vị đã liệt kê trong cái danh sách đen đấy. Đó. Hoặc quý vị cũng có thể sử dụng cái lệnh bên dưới này, gạch sược rm blacklist, rm blacklist và cái từ cụm từ mà quý vị đã đặt trong cái ngoặc kép. Rồi, bây giờ là liệt kê các danh sách đen. Nếu bạn muốn kiểm tra những từ hoặc cụm từ đã thiết lập trong danh sách đen trong cuộc trò chuyện, bạn có thể ra lệnh gạch blacklist. Sau đó, Row sẽ cung cấp một danh sách các kích hoạt danh sách đen hiện đã được thiết lập. Về cái phần chế độ danh sách đen, bây giờ bạn đã thiết lập một số danh sách đen, bạn sẽ muốn định cấu hình những gì xảy ra với người dùng nếu họ gửi tin nhắn có chứa từ hoặc cụm từ danh sách đen. Sau đây là danh sách các chế độ bạn có thể đặt. Chế độ thứ nhất là xóa. Để yêu cầu Row chỉ cần xóa một tin nhắn mà không cần trả lời, bạn hãy sử dụng cái câu lệnh này, gạch sược blacklist mode cách ra nothing.
Đó, quý vị có thể chép lại cái cụm từ này. Đây, KTV sẽ để ra đây quý vị nhìn cho dễ. Thì đây là chế độ danh sách đen mặc định của RAW. Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng chế độ này, RAW sẽ không trả lời người dùng. Ngay cả khi bạn đã định cấu hình trả lời bằng kích hoạt danh sách đen của mình. Chế độ này hữu ích khi bạn không muốn trừng phạt người dùng vì sử dụng một từ, cụm từ trong danh sách đen nhưng vẫn muốn tự động xóa tin nhắn có chứa từ, cụm từ đó. Chế độ tiếp theo là cảnh báo người dùng và xóa tin nhắn. Trong chế độ này, sau khi xóa tin nhắn vi phạm, RAW cũng sẽ đưa ra cảnh báo người dùng. Sử dụng câu trả lời mà bạn đã đặt khi thêm mục vào danh sách đen. Để đặt chế độ này, bạn hãy sử dụng lệnh sau. Gạch sược break need mode cách ra. Đây. KTV sẽ copy cái này và dán vào đây để quý vị dễ nhìn này. Quý vị có thể viết lại cái cụm từ này. Cái phần tiếp là tạm thời tắt tiếng và xóa tin nhắn. Ở cái chế độ này, sau khi xóa tin nhắn vi phạm, RAW sẽ tạm thời tắt tiếng người dùng. Cô ấy sẽ đưa ra lý do tắt tiếng. Lý do này sẽ khớp với câu trả lời mà bạn đã đặt khi thêm mục nhập danh sách đen. Để đặt chế độ này, hãy sử dụng cái lệnh gạch sược black need mode cách ra t mu cách ra time trong vòng. Vì đây là chế độ tắt tiếng tạm thời, bạn sẽ cần chỉ định thời gian tắt tiếng bằng một trong các đối sách sau. Quý vị có thể tắt tiếng theo phút này, theo giờ, theo ngày hoặc theo tuần. Thì cái time này quý vị có thể thay bằng, ví dụ quý vị muốn tắt là 30 phút thì quý vị có thể thay là 30 m vào đây. Ok chưa? Quý vị muốn tắt trong 1 giờ thì quý vị thay bằng 1h vào đây. Quý vị muốn tắt trong 1 ngày thì quý vị chọn là 1D. Đó. Và nặng hơn là tắt tiếng vĩnh viễn và xóa tin nhắn. Chế độ này hoạt động giống như tùy chọn tắt tiếng tạm thời với sự khác biệt là người dùng kích hoạt một từ, cụm từ trong danh sách đen sẽ bị tắt tiếng vĩnh viễn. Bạn có thể đặt chế độ này bằng cái lệnh sau. Black need mode mute. Đó. Chế độ cấm tiếp là cấm tạm thời và xóa tin nhắn. Ở chế độ này, sau khi xóa tin nhắn vi phạm, RAW sẽ tạm thời cấm người dùng tham gia nhóm. Cô ấy cũng sẽ đưa ra lý do cấm. Lý do này sẽ khớp với câu trả lời mà bạn đã đặt khi thêm mục vào danh sách đen. Để đặt chế độ này, hãy sử dụng các lệnh. Vì đây là lệnh cấm tạm thời, bạn chỉ cần chỉ định thời gian cấm bằng một trong các đối sách sau. Thì cái cấm này quý vị cũng sử dụng cái câu lệnh này và thêm cái thời gian vào là time này. Đây. Time. Đó.
XM bật tiếng người dùng sau X phút. Thì quý vị thay bằng cái X. Ví dụ quý vị thay bằng 30M, tức là 30 phút. Đó. Ok chưa? 30M là 30 phút. Hoặc là 30D là 30 ngày. Đó. 30 với kép là 30 tuần. Tiếp theo là cái phần cấm vĩnh viễn và xóa tin nhắn. Chế độ này hoạt động giống như tùy chọn cấm tạm thời, ngoại trừ tùy chọn này. Người dùng kích hoạt từ cụm từ trong danh sách đen sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi nhóm. Và dưới đây là câu lệnh gạch blacklist mode ban. Đó. Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng chế độ này, bạn sẽ cần phải bỏ cấm thủ công bất kỳ người dùng nào kích hoạt mục nhập danh sách đen, ngay cả khi đó không phải là cố ý. Ok, vậy là đấy hết cái phần nội dung chính của video ngày hôm nay. Rồi, và đến đây thì KTV xin kết thúc video này.